Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 16 trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Ôn tập phép chia bảng chia 2, bảng chia 5. Ta cùng đi vào bài số 1. Viết phép chia thích hợp với mỗi trang vẽ tranh vẽ. Ở đây thì chúng ta các bạn nhìn thấy người ta có một số các cái quả trứng. Bây giờ chia đều cho hai hộp. Đấy, vậy các em sẽ đếm nào. Chúng ta có 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quả trứng. Vậy trong cái khay này có 16 quả trứng thì chúng ta sẽ lấy là 16 quả trứng này. Các em đi chia cho hai hộp, chúng ta có phép chia 2. Vậy chúng ta được phép chia ở đây là 16 chia cho 2 thì bằng 8. Như vậy chúng ta được phép chia là 16 chia 2 bằng 8. Vậy chúng ta có phép chia như sau. 16 chia 2 bằng 8. Sang ý B. Ở ý B các bạn đếm chúng ta có tất cả bao nhiêu cái bánh ở đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy hàng trên có 10 bánh, hàng dưới cũng có 10 cái bánh. Vậy là chúng ta có tất cả là 20 cái bánh. 20 cái bánh này bây giờ chia đều cho 1, 2, 3, 4, 5 cái hộp. Chia đều vào 5 hộp. Vậy phép toán của chúng ta ở đây sẽ là lấy 20 các bạn chia cho 5. Đấy, chúng ta lấy tổng số bánh là 20 cái bánh. Các bạn chia đều vào 5 hộp. Chúng ta được phép chia 20 chia 5 bằng 4. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Ai chưa xong các bạn hãy dừng lại một chút để làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Quan sát tranh rồi viết các cái phép tính thích hợp. Vậy các bạn nhìn vào đây, chúng ta có mỗi cái hình này là có hai con bướm. Mỗi hình này có hai con bướm và các em thấy chúng ta có 1 2 3 4 5 hình. Như vậy, các em sẽ lấy số con bướm trong một hình, các em nhân với 5 lên. Vậy chúng ta có phép nhân là 2 nhân với 5 để bằng 10. Từ phép nhân này các em chuyển thành hai phép chia. Chúng ta có thừa số nhân với thừa số bằng tích. Các bạn lấy tích chia cho thừa số này thì bằng thừa số kia. Đấy, tích chia thừa số này bằng thừa số kia. Vậy chúng ta được hai phép chia. Các bạn sẽ lấy 10 các em chia cho 2 thì bằng 5. Hoặc là lấy 10 chia 5 bằng 2. Chuyển sang bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 2, các bạn dừng một chút làm xong bài tập số 2. Cô chuyển sang bài tập số 3 như sau. Bài số 3 là bài tính nhẩm. Các em sẽ tính nhẩm các cái phép chia trong bảng chia 2 và bảng chia 5. Chúng ta có 18 chia cho 2 thì bằng 9. Các bạn điền kết quả bằng 9 vào. Mười chia hai bằng năm, bốn chia hai bằng hai, 14 chia hai bằng 7, 20 chia hai bằng 10, 2 chia hai bằng 1, 30 chia năm bằng 6, 10 chia năm bằng 2, 25 chia năm bằng 5. Tiếp theo 50 chia năm bằng 10, 35 chia 5 bằng 7 và 45 chia 5 bằng 9. Như vậy chúng ta vừa đi xong được bài tập số 3, đi thêm được bài tập số 3. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Những ai chưa xong bài tập số 2, số 3, các bạn hãy dừng lại làm cho xong hai bài tập trên. Cô chuyển sang bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn là giải bài toán theo mẫu. Chúng ta có một cái mẫu như sau. Mẹ làm được 10 chiếc bánh. Đức giúp mẹ xếp đều vào hai đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy chiếc bánh. Như vậy, muốn biết là mỗi đĩa có mấy chiếc bánh thì các bạn sẽ lấy tổng số bánh mà mẹ làm được, chúng ta chia cho hai đĩa.
Vậy chúng ta có cái câu giải là số chiếc bánh ở mỗi đĩa là, hoặc là mỗi đĩa có số chiếc bánh là, các bạn lấy 10 chia 2 bằng 5 và đáp số là bằng 5 chiếc bánh. Vậy bây giờ tương tự bài này thì chúng ta có bài toán giải. Bài toán của chúng ta như sau. Đoàn tham quan có 15 người và được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có 5 người. Hỏi đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm? Như vậy muốn biết là đoàn tham quan được chia thành bao nhiêu nhóm thì các bạn lấy tổng số người tham gia. Các em chia cho số người trong mỗi nhóm này, tức là số người trong một nhóm. Vậy chúng ta sẽ có phép toán ở đây là 15 chia cho 5 thì bằng 3. Vậy đoàn tham quan đó được chia thành số nhóm là, đoàn tham quan được chia thành số nhóm đoàn tham quan được chia thành số nhóm là, các bạn sẽ lấy tổng số người đi tham quan ở đây là 15 người. Các em chia cho số người trong một nhóm. Như vậy chúng ta có phép toán là lấy 15 các bạn chia cho 5 thì sẽ bằng 3 nhóm. Như vậy, đoàn tham quan này được chia thành 3 nhóm. Đáp số là bằng 3 nhóm. Đáp số. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được các bài tập trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều, bài tập bài số 17. Bài số 16. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh thì các bạn hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa là kênh Miết Hạnh để xem thêm các video miễn phí khác trên kênh của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.